Thử tao phát xem nó thế nào hả mày Phát thế đéo nó bị nhỉ Hôm qua mình phát ở trên uh, Trên đéo gì Trên Vin có bị làm sao đâu anh, 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 anh. Tao chả bao giờ tao không để ý Tao phát cờ cũng không có làm sao đéo đâu Để nó nói cho các ông ấy, cả tôi xem xem là nó Nó thế nào nhá Còn tôi sẽ giải quyết những cái vấn đề về Hoặc cũng có thể là hôm ở Vin thì nó quay người Mẹ quay ở đây toàn cây, nó có người đâu, nên là là nó có vấn đề. Nó tầm 10 phút nó sẽ hiện cái là không cái đéo gì ấy nhỉ. Không không à, nó từ à, hôm cái thủy nó đi à, đi đi khai xuân là hôm ấy nó đi một mình. Xong rồi à, sau đấy là sau đấy cái đéo gì. Sau đấy là hôm à, hôm hôm sau mình ấy thế là nó lại bị cái hai cái cái ấy thế là tôi phải kiểm tra xem là nó thế nào. Còn các cái vấn đề về về các cái à, à, kiếm tiền với các thứ thì nó lác đác ở trong các cái video này nhá. Thì tôi chia sẻ thêm. Còn ở trong các cái video này thì nói chung là về các cái kiến thức về nông nghiệp Rồi cây cối Rồi cách bán hàng Cách quảng bá hoặc là Nói chung là nói chung là tất cả Ở trong các video của tôi nó, nó là, tất cả trên đời Đấy, Phiên này bị giới hạn trong 10 phút Đấy, Để từ từ đã Nó lại phải vào cái chỗ khai báo nội dung Đấy Đéo hiểu kiểu gì mấy ngày hôm nay Ông nào có cái kinh nghiệm về cái này Khai báo nội dung thì là 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 mình sẽ phải khai báo ở trên nai này này thương hiệu của mình hoặc nội dung định hướng của thương hiệu thì là nó hết nhưng mà nó sẽ bị một cái nó vẫn bị à, thường là những cái loại mà tôi quay cho các bạn như thế này thì xem có hết hạn chế chưa vẫn còn hạn chế độ tuổi nha Nếu hiểu kiểu gì cái này có lẽ là tôi phải tôi phải thò mặt ra ở trong like này khéo không tôi phải thò mặt ra ngay từ đầu bây nó vẫn hạn chế độ tuổi này mấy ngày hôm nay bị như thế nhá nhưng mà mình đánh cờ mình mình để ý có bao giờ bị đâu nhỉ? Mấy tiếng đồng hồ. Cái ra phát như này xong rồi nói như kiểu nó bị hạn chế như này thì mình không có ấy. ấy không, không uh, kiểu nó mất hứng ấy, mình lại phải xem xem là nó tại sao. Có hôm nào phải ngồi lại. Vẫn bị hạn chế đấy, nhưng mà khi mà mày vào cái khai báo thì mày chỉ còn mỗi cái hạn chế độ tuổi thôi. kia là mày liên tục mày bị hai cái hạn chế. View thì nó vẫn tăng lên 97 109 này tầm 2 phút nữa ngồi đây khéo nó lên lại lên 300 nó lên 400. <laughs> ông bạn kia ông hỏi cây 3 là 400 đến 500 thì nó là những cái hàng nó to thế này một tí. Đấy. Ông uh, ông không uh, nó lại tùy theo cái các bạn mua cây gì nhá. Ví dụ như cái dòng cổ Huế này thì cái uh, năm ngoái những cái cây này xỉ ấy, bán số lượng các thứ thì mấy anh em đòi tầm 550. <laughs> thì tôi nghĩ là nếu mà bán lẻ cho các bạn thì nó nếu mà những cây như này nó phải tùy theo giống hiểu chưa? Ờ, hôm nay tôi đi cho các bạn xem nào. Ờ, cho các bạn xem về tổng thể, ví dụ như cái dòng dòng ở trên chậu này là nó cái dòng mà các bạn không có 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 cái uh, đây những cây cây như thế này thì nó rẻ hơn, nhưng mà cái dòng cổ Huế thì mấy năm gần đây thì nó đắt nhất. Cổ Huế thì các bạn nhìn cái form hoa, Xong rồi form lá còn cái dòng cổ Sa Ba thì nó như thế này. Đây cho các bạn đi xem rồi đang quay cho các bạn là cái dòng lọc lụ, còn nếu mà cái dòng nở rộ thì phải đi, đi 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 theo tôi một tí đã, nhá Đây cái dòng nếu các bạn không phân biệt được nó khó lắm, thì cái hoa thì các bạn cũng chỉ biết hoa hồng thôi. Đây này, cái dòng này là dòng uh, quế đỏ. Đấy. Nếu mà form hoa của quế đỏ với cái dòng cổ huế thì nó lại khá giống nhau, thì các bạn rất khó phân biệt, Đấy, rất khó phân biệt. Còn hôm nay cho các bạn xem thì nó là cái dòng lọc lụ. ấy nó chưa rộ hoa Còn các bạn đi bộ mấy tôi thì Quay thì cho ai quay cho các bạn chậm Mẹ như thế này ở trên tiktok như thế này Con cái thủy nó đéo được phát <laughs> Phát nó bị và phát thế là nó toàn Mấy chục mắt đây Ví dụ như các bạn không phân biệt được Thì các bạn cũng không biết là cổ Huế với cả Quế Đỏ nó khác nhau như thế nào hoa hoa nó đỏ 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 như thế này Tao chả phân biệt được Nó là hoa hồng thôi chứ còn Còn đào mấy và bạch thì các bạn dễ Nhưng cái đào này nhá Đào lại này, này mấy cả sang phân khôi này các bạn lại không phân biệt được Đây ví dụ như đây là đào này đây là đào cổ hoặc phấn cổ hoặc là cái đéo gì Nam Định này Đây nha cho các bạn xem nha Cái dòng vân khôi thì nói chung là ở Tùy từng nơi Ở đây anh em vẫn bảo tồn nhưng mà Tìm được cây to như thế này nó khó Đấy, Đây là những cái dòng lọc lụ Thì tất cả nó đang là lọc lụ Lụ đây này Về nhà tay các bạn thì nó mới nở hoa Nếu mà quay cho các bạn mà cây nở hoa rực rỡ thì ra đây Nhưng mà thân thì nó lại không được như này Đấy cho nên là đôi khi là Quay cho các bạn như cái này thì Xong cái thủy nó báo giá thì các bạn bảo là đắt Mày có mua cây gốc bằng cổ tay không? 800 nghìn Hôm trước cũng thế quay mọc thì cái ông bỏ mẹ gì Nhưng mà được cái hôm ấy tôi phát nay như này Cũng mấy trăm mắt như này thế là Tự nhiên cái ông bỏ mẹ là ông lại mua cây mọc Cái thủy nó bán 3 triệu rưỡi Thế nào ông ấy đặt cọc luôn nó 3 triệu Thế mình mới bảo ơ thế phát nay Nói chuyện vu vơ về Về tình hình chính trị Israel Giếc mà Nga với Triều Tiên với các kiểu mà lại bán được cây mọc Thực ra là trong các video của tôi Tôi tập trung về Nói về cây đây thì cái dòng đây là cái dòng hồng đào nhá, đào cổ hoặc phấn cổ. Nếu các bạn không còn đây là dưới này là toàn cổ Huế. Cổ Huế thì được cái form hoa như này và nó lá nó li ti như này. Hoa nó cũng form nó hơi bé nhưng mà hoa nó thơm và cây nó khỏe, không bị dẹp sáp, không bị các thứ. Đấy, còn ra đây cho các bạn xem. Đây là cái dòng này là dòng Vân Khôi. Đấy, nhìn lá nó khác nhá. Cái dòng này thì khi mà hoa hồng nó nở rộ cách đây khoảng 7 năm Uh, 7 năm hoặc 15 năm Thì cái dòng hồng vân khôi này gọi là hồng cung phủ uh, Dành cho vua chúa đấy Người thường thì không chơi cái dòng hồng gọi là hồng cung phủ này Nhưng nói chung là nó tuyệt chủng vì sao Tại vì nói chung là sức đề kháng của nó nó yếu Nó động đảnh Còn form hoa của nó so với hồng Dòng hồng, hồng đây là hồng đào này Đào cổ và phấn cổ này các bạn bà mẹ các bạn nhìn làm sao mà biết được cái cái sự khác nhau như này nhưng bọn tôi có kinh nghiệm, kiến thức, trải nghiệm các kiểu Nên là tôi nhìn cây, nhìn lá là tôi biết đâu là cục hồng vân khôi Đây này, cái loại này này Nó được cái là nó thơm Cái dòng hồng hồng này thì nó lại không thơm Hồng đào thì nó không thơm bằng Nhưng mà cái dòng hồng đào này nó khỏe Hồng vân khôi này nó đỏng đảnh Nó rất là thơm nhá Cái thứ hai, cách xếp cánh với các thứ nó sẽ Cái màu sắc thì nó khá giống với hồng đào Phong hoa thì nó to hơn Nhưng cách xếp cánh của nó đẹp hơn Đây, Đây là cách xếp cánh này đây là Vân Khôi này hoặc Cung Phủ này Đấy, ngày xưa là dành cho vua chúa Đấy, nó vẫn đang bị hạn chế là dưới độ tuổi Cho nên là các cái video như của tôi thì chắc các bạn đăng ký mà 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 Các bạn mà 15, 16 tuổi như con tôi thì chắc nó không xem được cái like này Thì nó cũng là cái điều nó khá đáng tiếc Đây là cái dòng Vân Khôi nhưng mà nó đỏng đảnh thì tôi vẫn bảo đỏng đảnh Thì trước đấy là hầu như anh em tuyệt chủng Tức là nó không trồng bọn này nữa nhưng mà đến bây giờ thì đấy là anh em làm những cây như này Nói chung là để lên cây to mấy cây thoát thân như cái bọn này thì nó khó lắm Tại vì nó đỏng đảnh Nó đỏng đảnh Khó chăm, khó ấy Thì có rất nhiều loại Còn các cái hàng bịch bịch như thế này thì Nói chung là ở tôi thì nó mấy chục mấy chục thôi nhưng mà Thế là lên nai thì <laughs> Các bạn kia bạn bảo là có cây nào nhỏ nhỏ xinh xinh để tặng người yêu, tặng ghẹ không thì thì nói chung là nhiều lắm nhưng mà cái chính là như tôi tôi phát thì bây giờ những cái sản phẩm tiền triệu lên thì nó vừa miếng nó bán nó bỏ đấy. đấy thì các bạn còn ở trên thị trường thì có rất là nhiều những cái hàng bịch 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 ở tôi thì mấy chục nghìn ấy. đấy làm những cái loại bịch này xong rồi bán đi xong rồi còn cái loại hồng cung phủ này đi đi, đi cho các bạn xem hoa mấy cái thị trường còn uh, quay cho các bạn quất kiếp các thứ thì còn cái việc mà các bạn ấy hay bảo mà cái thủy nó vừa trả lời ấy là các bạn hay bảo là hàng ghép ấy thì các bạn nhìn những cái cây như ở tôi này tất cả những cái cây này là cây nguyên bản đây như thế này này Xong rồi tìm ngọn vươn Xong xén tất cả đi Đấy, Xén hết cả gốc này dọn sạch đi để nuôi thân Còn cái tại sao mà các bạn bảo là hàng ghép Tại vì nói thật ra các bạn không có kinh nghiệm Còn bình thường là các bạn mua của ai Thì các bạn tin người ý thôi Tôi bảo là là cái hàng của bọn tôi Không phải hàng ghép đây này nuôi những ngọn vươn như thế này này Xong rồi cắt hết gốc Thế là đào tạo thành những cây cây thoát thân như này Đây ở dưới còn tôi bảo với các bạn là Muốn phân biệt là cây, cây ghép hay cây nguyên bản ấy thì có một cách nó rất đơn giản đây Một cái cây nó bụi tùm lum như này Nhưng mà đến tháng này này Hoặc cho ăn đấy và là nó có những cái ngọn vươn như này Xong rồi dọn sạch gốc đi Cắt hết các cái cái, cái ngọn đi Để nuôi những cái cành như này đấy, Thì đây các bạn nhìn này Hoặc chiết nó thành những cây thoát thân như này Để tương lai nó thành những cây như thế kia đấy, Còn các bạn thấy nó to quá Ở trên tiktok thì chả thằng nào tốt như thế Thì các bạn lại nghĩ là nó là hàng ghép thì nó mới to như thế. Nhưng tại vì các bạn không hiểu, nguyên tắc là một cái cây như này thì nói chung là từ lúc hoa hồng nó rộ lên thì đến bây giờ này khoảng tầm 10 năm thì những cái cây này nếu mà hỏi nó như bọn tôi trồng hai cây này tuổi thọ bao nhiêu thì từ lúc chiết lên thì nó tầm 4 năm, 5, 5 năm, được một cây như này. Còn với các bạn tay mơ mà nhà các bạn hay đổ chè vào gốc thì tức là uống nước chè pha chè xong lại đổ nước chè ấm ấm vào gốc ấy thì có thể là 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 cây nó không được còn các bạn cứ hỏi nó nó gọi là gốc mấy các thứ thì những cái bọn bán hàng online mà nó cho cái gốc to như này không nó bảo là trồng từ thời ông nội nó đi bộ đội ấy thì 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 nếu mà so ra các bạn thì trồng thì nó rất là lâu Đấy các bạn không cho ăn đấy, còn những cây như như mấy cái cây kia thì một năm là được đấy từ cành chiết còn đây cành chiết nó như thế này giải thích cho các bạn mà để làm sao mà biết cây hồng ghép mấy cây, cây 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 hồng nguyên bản thì tôi có một cái và tôi bảo cho các bạn là các bạn nhìn cái mầm gốc đấy nếu mà bây giờ mà ai bán cho các bạn như này thì cái còn với bọn tôi thì nó thật ra chả cần nhìn mầm gốc bọn tôi nhìn thân cũng biết cái cây tầm xuân nó khác nếu mà bây giờ mà ghép trên cây tầm xuân ra kia tôi đã chỉ cho các bạn tầm xuân còn nếu mà các bạn muốn ghép biết ghép hay là nguyên bản ấy các bạn tốt nhất là các bạn nhìn cái mầm gốc ghép thì thường là cái, cái thân này nó của người ta là cây thợ hồng rừng nhưng mà bây giờ ít tại vì hồng rừng khó ghép lắm thì là cây tầm xuân tầm xuân thì các bạn thì thường là người ta ghép ở đây nhưng mà các bạn xem cái mầm gốc ở dưới này nó có phải tầm xuân không tầm xuân thì nó nhiều gai ra đây tôi cho các bạn xem đâu là tầm xuân thì các bạn nhìn cái mầm gốc này này không ai lấy cái chỗ này là cây tầm xuân xong rồi bắt đầu ghép thêm cái này vào thường là các cái này thì tôi bảo các bạn là dọn sạch đi còn với những cây mà choai choai như này thì thường các bạn mua thì có cái mầm gốc mầm gốc là mầm gì mầm nó mọc từ gốc đây ra đây tôi cho các bạn xem xem có cái mầm này với cái mầm tầm xuân nó khác nhau như thế nào còn quay như thế này xong rồi nhiều khi người ta không hiểu ấy, người ta lên mạng người ta nói là ghép chứ làm đéo gì có cây này thì tôi đi cứ giải thích cho các bạn ấy thì nó mất thời gian. Đây các bạn xem cái mầm gốc. Mầm nó mọc từ gốc thì gọi là mầm gốc, hiểu chưa? Nếu mà người ta ghép nhá, ở trên mê linh hoặc là thường là ở trên mê linh. Cái nơi nó cũng phát triển hoa hồng mà nó cũng từ mấy chục năm ấy, từ cái thời ông bà mình còn đi chiến tranh ấy, người ta hay 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 phát triển cái dòng hoa hồng xong rồi người ta cắt bông. Còn cái dòng hồng này là hồng chơi mẹ cái gì nó liên quan đến chơi là các bạn phải biết là là nó mất thời gian và nó tốn tiền nó là tiêu sản chứ các bạn không thể nghĩ là mẹ mẹ mua một cây hoa hồng này xong rồi ừ, tao để lại cho con tao hoặc để lại cho cháu tao mai sau rồi cháu tao nó bán đi nó kiếm tiền như kiểu trồng xưa được nó là cái thú chơi các bạn bảo là nó không thiết thực với thế nội khi các bạn nên thu nhập cao lên thì các bạn lại thấy nó thiết thực <laughs> đây nhá tôi bảo với các bạn để muốn biết là cây ghép hay cái gì thì thường ở trên mê linh ấy thì là người ta ghép thì người ta ghép ở đây cái thân của người ta là tầm xuân đấy không phải hồng rừng đâu còn ở các nơi khác thì cái, cái hồng rừng nhưng ở trên cái, mang hồng rừng về đây là là nó toi mang về đây cứ đến mùa hè này là nó toi thì các bạn xem cái mầm nó mọc từ gốc đây hoa này có hoa phải hoa tầm xuân đầu đấy cái lá thì cái quan trọng để các bạn phân biệt là cái cây ghép hay cây nguyên bản là xem cái mầm gốc mầm mọc từ gốc hoặc mọc từ thân còn nếu mà người ta muốn ghép thì thường người ta ghép ở đây thì cái phần này nó là tầm xuân thì nếu mà có đâm ra thì nó là ngọn tầm xuân. Còn như thế này là các bạn biết là không phải ghép từ đây tại vì cái mầm gốc như thế này. Đấy, đây ra đây cho cho các bạn xem cái hoa mấy cái mầm tầm xuân. Còn ghép hay là là nguyên bản thì nó bền hơn mấy thế nọ thế kia thì nó khó lắm. Thật. Còn cái người chơi người chơi ấy thì người ta đánh giá là cây ghép thì cây không có giá trị. Ờ, mấy cả thế nọ thế kia, còn đây là hồng điều cổ này. Mẹ nguyên cái dòng hồng cổ này nó cũng phải 7 8 giống đấy không phải ít đâu nó không phải ít đâu nó cũng nhiều thứ lắm còn tôi bảo là cái form của hoa hồng cổ sa ba này nó vẫn là đẹp nhất ra đây cho các bạn xem thì cái chỗ này thì nó đang lở rộ thì nó có như thiên đường không <laughs> còn tôi nói là trên cái dạng là tôi chia sẻ cái kinh nghiệm thôi chứ còn các bạn ở trên mê linh thì thường là là bạn ấy bảo là ghép mê chiết mê nguyên bản thì nó chả khác mẹ gì nhau thì về nguyên tắc của nhân giống cây trồng ấy thì ghép nó vẫn mang đầy đủ đặc tính của cây mẹ Đấy, ghép và chiết còn cái vấn đề mà người ta tại sao người ta bảo là cây ghép thì 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 nó bán được được giá hơn. Và thế nọ thế kia thì nó là cái cung cầu của thị trường. Đấy, ví dụ như là người ta trả tiền nhiều hơn cho một cái thả sản phẩm nó nguyên bản. Tại vì ghép nếu mà làm một cây ghép thì như cái ông cánh này thì mấy tháng là được. Nhưng mà làm một cây như như thế này thì nó mất. Ví dụ như là 2 3 tháng là được một cây ghép như thế này. Cây thân tầm xuân thì nó như nhiều. Thì các bạn phải biết là nếu mà so về So về cái vấn đề mà như kiểu giày Adidas với giày Adidas đi Adidas nó tại sao nó được giá Tại vì là vấn đề thứ nhất là thương hiệu Xây dựng được một cái thương hiệu Adidas nó mất rất nhiều thời gian Hai ba chục năm, ba bốn chục năm Adidas hay là đốt hay là Adidas gì đấy thì Nó không mất thời gian để xây dựng thương hiệu Cái thứ hai nữa là người ta mua như thế là người ta mua thương hiệu nữa Ví dụ các bạn mua đốt với cả Adidas nọ gì kia thì Nó không phải Adidas thì ra ngoài kia thì thì Các bạn đeo vào nó không ai Đấy cây cây, cây cây nguyên bản với cả cây ghép nó khác nhau là Nói chung là người ta bỏ tiền nhiều hơn Để người ta tôn trọng cái 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 thời gian Cái công sức của người sáng tạo ra sản phẩm ý Đấy làm một cây ghép như này nè Nếu mà chọn cây tầm xuân Thân tầm xuân xong các bạn ghép vào thì nó mấy tháng Chưa đến một năm Nhưng mà để một cây nguyên bản như này nó mất đâu đó khoảng tầm 2-3 năm 3 năm Phải làm từ lúc cành chiết Bé 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 còn cây tầm xuân thì nó dễ Là là cắt cành xong rồi dâm ra Xong rồi nó lên ấy thì từ tầm đâu đó một năm thì được một cây to Đấy là đang Chị em đang lở rộ thế là chị em ra Tầm này mấy giờ rồi ở dưới hạ dưới bọn tôi đang làm 1 giờ Ninh 6 Đấy còn các cái sản phẩm như ở đây ấy, thì hầu như Hầu như nếu mà nào, nào hoa hồng cổ thì không ghép Nó là cây nguyên bản Cái nguyên bản như tôi nói thì nó nuôi từ cành chiết Xong rồi dốc thoát thân Đây ra đây các bạn nhìn nó lở rộ như này Mẹ nó khác gì thiên đường đâu Chẳng qua ở à, đây thì nói chung là Ở cái nơi mà mà anh em sản xuất cây ra với cả ấy cây để bán Chứ không phải phục vụ các bạn đến đây để các bạn sống ảo Các bạn chụp ảnh <laughs> Chứ còn nói thật ra là chụp ảnh ở đây thì là Cũng không lấy đấy nhưng mà Thì là còn đây là nhà Nhật với Nguyệt Quế Nguyệt Quế thì như trong giới bọn tôi thì Đây tầm xuân đây tầm xuân cái mùa mùa của nó đẹp đấy đây nhà anh chị này vừa dọn chứ đây đây hoa tầm xuân thì đến mùa xuân thì nó nở như này nó trùm, trùm 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 nhưng mà thường là nó nó rất nhiều gai nó không phải tầm xuân là không ấy đâu nhưng mà cái tầm xuân nó đặc điểm của nó là nó chỉ nở hoa vào mùa xuân thôi còn trong năm thì nó toàn ná trong năm các bạn toàn trên ná nhưng tầm xuân này đến mùa xuân này thì nó cũng rất đẹp đấy cho nên là ghép thì người ta ghép trên cái cây này này cái này là nó khác với các cái dòng hồng cổ với cả hồng ngoại là cái thân của nó rất là nhiều gai còn các bạn nếu có kinh nghiệm thì các bạn nhìn cái lá này này cấu tạo lá với cái 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 đầu thường là người ta so sánh cái cái ngọn tầm xuân với các loại khác ấy còn tầm xuân nó đẹp chứ nó không phải không đẹp đâu ờ, cái chùm chùm của nó như thế này này nhưng mà nó chỉ nở vào mùa xuân thôi hiểu chưa còn các loại hoa hồng kia thì nó nở quanh năm cứ một tháng nó lại nở hoa một lần có một đợt thằng tiến bịp nó nó hỏi tôi cái vấn đề mà thế là tôi mới bảo ơ thằng này cũng ngu nhỉ <laughs> cái tưởng là cái gì cũng biết hóa ra đéo biết cái gì nó bảo thế thì mày bán cái cây này nó nó định mua nó nó kiểu nó học cái ông ông đéo gì gã đầu bạc ấy mình cứ quay cái gì là nó bảo chốt 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 nhưng toàn chốt mồm thôi các ông ạ <laughs> các các cái đại gia ở trên mạng ấy mình quay cái đéo gì nó cũng chốt 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 nhưng hóa ra là toàn chốt mồm nó nó hỏi một câu là nó cũng nhức đầu mà thường là các bạn thôi nhức đầu đối với các bạn mình thì mình đéo biết giải thích kiểu gì nó bảo mày quay cây ra hoa như thế thì tao mua chẳng may Tao mua cây của mày về nó có ra hoa không Thì tao bảo nếu mà cái tầm xuân này Thì các bạn mua thì tầm này đang ra hoa Thì phải đến mùa xuân năm sau nó mới ra hoa Còn các cái loại tôi quay cho các bạn Thì tầm một tháng nó lại nở hoa một lần Đấy nó cứ không biết nhá Còn cái loại đào mới mai thì các bạn phải Tết nó mới nở hoa Đấy, Tết hoặc ra riêng Nó bị cái là là cái thời vụ của hoa Thì cái như cái dòng tầm xuân này Thì cứ một năm nó chỉ nở hoa một lần Còn các cái dòng tôi quay cho các bạn Kể cả mấy cái loại hoa hồng ngoại như thế này thì đặc trưng của nó là cứ một tháng nó là hoa một lần nó tùy theo cái cơ hoa dày hoa mỏng thì những cái hoa mà nó lâu nó tàn ở trên cây ấy thì nó sẽ bốn năm ngày nó lại một nứa hoa nhưng mà thường thường đâu đó là loanh quanh là nó, nó tầm một tháng là hoa một lần tất cả các loại còn đây là đây đây là cái cây tầm xuân này đây nhá cách phân biệt cây tầm xuân với cây cây hoa hồng hồng cổ với các thứ thì tôi có nói với các bạn rồi nếu mà ở trong giới bọn tôi thì nhìn lá nhìn gai là bọn tôi biết còn nếu mà bạn với các bạn không ấy thì các bạn nhìn cái ngọn này. Đây cắt hết tầm xuân đây. Tầm xuân này thì đấy nhân giống đầy cái ngọn này này. Đây này thường đeo có ngọn cắt mẹ hết ngọn. Cái cái ngọn này nó dễ này. Nhìn cái ngọn này này xong rồi nhìn cái năm chồi nà ná mấy cái đéo gì đây là nhìn ngọn. Còn nói chung là mẹ các ông đang chạy taxi hay là chạy Grab tự nhiên lại xem nai xong rồi lại phân biệt hoa hồng với các thứ mất thời gian cha dây quyết cái mẹ gì thôi thì thôi thì mua của thằng nào thằng ấy nó bảo là cây nguyên bản thì cây nguyên bản về trong xem video của tôi xong tôi nói cho các bạn có thêm cái kinh nghiệm đấy còn đây là hoa hồng cổ sapa tôi bảo cây nguyên bản nhưng mà cái người người ta chưa chơi hay là người ta như ngu ngu như thằng tiến bịp ý thì nó biết cái mẹ gì đâu nó bảo tao nghe người nọ người kia bảo cây ghép <laughs> ừ thì mày nghe tin nó thì mày thì là cây ghép chứ còn tao nói chúng mày còn không tin mẹ người bán nói người bán cũng nhầm đâu chẳng qua người ta có lừa các bạn hay không thôi chứ còn tôi bảo với các bạn cái kinh nghiệm quan trọng nhất là để các bạn ấy là nhìn cái mầm gốc đây tất cả các cây này nó đều có mầm gốc không về một thời gian là nó cũng sẽ mọc mọc mầm gốc thôi tức là, này. Tức là cái mầm nó mọc từ gốc này đây này cái ngoạn tầm xuân thì các bạn nhìn là các bạn biết cái tầm xuân nó chỉ mở hoa mùa vào mùa xuân thôi về nhà các bạn tự nhiên cái mầm gốc nó mọc lên nó lại tự nhiên nó có hoa <laughs> tức là gần nào không phải tầm xuân tức là cái mầm nó mọc dọc thân này này hoặc mọc, mọc ở dưới gốc này này mẹ anh ngay cái việc gọi là tranh cãi trong cây ghép với cây nguyên bản nhưng mà mình cũng nói nó khó á. cái người người ta không tin mình thì mình có nói rời nói biển mình có thề tao mà nói sai mày cả họ tao chết như thế nọ thế kia người đã đeo tin <laughs> bảo nhiều khi là thằng tiến Việt nó lên video bảo tao cứ thề như thế tao thề đọc muốn nó thế ngày xưa vay tiền của ai mà cứ thề đọc nhưng mà cuối cùng cả họ nhà mình vẫn sống mình có cùng mình vay xong được nó tiền mình có đéo trả cơ nhưng cả họ mình vẫn sống bình thường Thế là không có quả báo xảy ra Thề thiết cũng chả giải quyết cái mẹ gì Thế là chúng nó mới, mới ấy Đấy còn ở rộ hoa thì nó như này Cái form hoa hồng Form hoa hồng của Sapa Thì nó như thế này Còn nó là sống thì nó vô cùng lắm Với những người khác thì người ta lừa các bạn Ví dụ cây này cây ghép nhưng tôi cứ bảo cây nguyên bản để tôi lừa các bạn Thì nó lại là câu chuyện khác Nhưng như thế thì nó mất tính chính danh Đấy, Ví dụ cây nhập hàng Trung Quốc thì tôi cứ bảo là hàng cổ với hàng Việt thì nó có rất là khó Cái form của hoa hồng cổ Sapa này nó rất là đẹp Theo tôi đánh giá thì nó cũng nhất nhì trong các dòng hồng cổ Đấy, Còn dòng hồng cổ với hồng ngoại Thì hồng cổ nó có lợi thế là Là nó khỏe Đấy, Nó khỏe Còn nhiều bạn bạn bảo hồng cổ với hồng 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 ngoại hay là các cái loại cây cảnh như chúng mày thì đều khó <laughs> Đều khó chăm để mua về phải chăm Thì nó khó cái nghề chơi nó phải nắm công phu chứ Chứ bây giờ các bạn mua mà các bạn muốn là uh, mẹ trồng xong 3 4 năm sau mà nó không chết mà nó không thế nọ thì kia thì tốt nhất mua cây giả. Còn đã là cây thì nó khó. Đẻ ra thằng người cũng thế thằng người vẫn có khả năng toay cơ mà. Rồi ung um thư rồi các kiểu mụn miếc các kiểu như các bạn. Tôi cũng qua rồi nhưng thi thoảng tôi vẫn bị mụn. Mụn nhưng mà nó mụn là mặt nó còn nó còn đỡ mẹ mụn nó toàn là lách bây giờ. <laughs> nhiều khi bây giờ hôm trước còn bị rô la ở mũi. <laughs> nó rất là khó. Còn bây giờ muốn mua cái gì Mua thằng người mà, mà nó lại đéo có mụn Thì mua cái bọn Cái bọn đéo gì nhỉ Bọn bọn sách toy ấy Bọn các cái cô gái mà nó bằng nhựa ấy Thì nó ít bệnh Nhưng bây giờ nó, Nuôi thằng người thì nó phải có bệnh như này <laughs> Bây giờ cây cũng thế Mẹ nhiều khi này cứ bảo là chăm hoa hồng khó thì Cái đéo gì chăm cái gì chả khó Nếu các bạn không có kiến thức cơ bản Kiến thức cơ bản thì như cái video hôm ấy là Quay mọc quay miếc đấy thì tôi nói cho các bạn này như bọn này đẹp thế như này nhưng mà nó đang nụ. Đấy. Về nhà thì nó nó là cái bình 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 bông di động. Còn một cái cây thật như này thì thằng bạn tôi vừa rồi Tết nó mua một cái giỏ lan có 2 triệu. Nhưng mà nhìn qua là mình biết là cây giả. Còn với các bạn không ấy thì các bạn cứ vào tấm tắc là cây đẹp nhỉ. Về sau nó bảo là cây giả thì các bạn mới biết. <laughs> Dù gì thì cái cái thật nó vẫn tốt hơn đúng không? Nhưng bây giờ mẹ cái cái công nghệ thông tin với cả các thứ nó tiến bộ như này các bạn nào cần đéo phải tán gái, đúng không? Không cần phải tán gái, cũng không cần phải 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 lấy vợ, cứ mua một cái con mà mà nó xách xách à cái con mà nó là búp bê búp bị người ta gọi tên chính xác của nó thì à, theo tiếng anh thì tôi không không nắm được, mình nắm được nhưng mà mình nói lại sợ nói, nói sai, <laughs> cho nên là nói luôn là cái tiếng 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 việt, à, tiếng tiếng người kinh của mình đi, nó là gọi là búp bê tình dục, à, khi mà búp bê tình dục nó đấy nên là là đôi khi có những người người ta là Đéo thích cà ve cà viết gì Bố mày cứ mua một con mà tầm mấy triệu Thế là bao nhiêu năm bố mày không phải no dáng gì Xong ngày xưa tôi có trêu với mấy ông bạn này Tôi bảo cỡ như chúng mày thì Chỉ dùng cái lọ bê là nó vừa miếng Với cái lọ hoa Còn đôi khi nhiều ông thì mẹ đục mẹ cái lỗ ở đây này Đục cái lỗ để giải quyết cái vấn đề sinh lý Đỡ phải mất 2-300 nghìn À, nghĩ đến cái khoản ví dụ như mấy cái em người mẫu người biết là mất mẹ nghìn đô đấy là kiếm bao giờ mới mới lại được đúng không? Mẹ ra vườn hay là ấy đục một cái lỗ ở đây này. <laughs> đục cái lỗ ở đây hoặc đục cái lỗ ở tường. <laughs> ở đây nó nhiều trò lắm còn nếu mà các bạn mà nhưng mà cái tâm lý của người ta nếu mà có điều kiện mà mà dùng hàng thật, tức là dùng hàng bằng người ấy thì 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 là vẫn tốt nhất. Chứ còn với các bạn mà cứ lên video quay cây thật này không các bạn bảo tao thích mua cây giả với cả cây cối này đéo quan tâm. Mua cây à mua cây bằng à, à mua vàng mua đô mới mua các thứ thì đấy là nhu cầu của các bạn còn có những người quay cho cái người còn người ta có nhu cầu mấy cái nghề mấy cái nghề mình hiểu nhất thì nó là cái nghề này đấy thì các bạn phải biết các bạn đang ở đâu các bạn đang xem cái gì xem nội dung cho thằng nào đấy, đấy, đấy. Ừ. đấy thì là tôi nói với các bạn còn cái hoa hồng cổ sa ba mấy cái đây này nó đang nở rộ như thế này thì nó là khác còn nếu mà hàng mà mầm nụ các thứ tôi yêu việt nam à mày cứ ấy làm gì mày ra đây anh xem nào mẹ à, tết nhất đéo mừng tuổi cho anh cứ núi ra núi rúi mày lên đây đâu chưa à? em lên đây từ sáng lên đây từ sáng anh thấy anh đang làm việc ở đây thì em ra thôi ừ ờ, ừ, thế thì em đi đâu đi thằng em nhưng mà nó nó kiểu ngày xưa nó cũng mất phương hướng như các bạn này nó bảo anh nói chuyện giải dợ rông anh cứ bảo người ta muốn kiếm tiền thì về văn giang này cứ quay cây mà bán nhưng tôi bảo mỗi nơi ví dụ hà giang của các bạn có thế mạnh ấy còn thằng em tôi nó cùng ở dưới khoai châu thì tôi bảo đáng nhẽ là trước khi nên là hoa cây cảnh này nó phát triển từ cái cây giống này, này thì cái tính chính danh cây chanh cái, cái này là chanh mỹ này, chanh mỹ này, chanh gọi là chanh vàng mỹ này và nói chung là tương lai mà năm sau năm sau nữa thì người ta lại chơi chanh nhưng người ta ít chơi quất không phải ít đâu nhưng mà nói chung là cái 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 sản xuất chanh để chơi tết ý, để người ta muốn gọi là chiếm thị phần của cái thị trường quất cảnh tết tức là tết tết các bạn cũng chỉ có mỗi cây quất mấy cây đào Mấy cả bao nhiêu loại cây quất với cây đào Đấy, Tự nhiên có thằng nớ ngớ nó có cây quất cây đào Tết xong nó có, cây, cây, có thêm cây chanh à, Mấy năm trước thì cái những Hoặc các bạn đang xem nay thì thường là chỉ có biết cây quất này Cây đào này cây mai này mấy cây bưởi để chơi Tết đúng không Tự nhiên có thằng nào nó vừa có đào có quất có mai Nó tự nhiên có có cây chanh để nó chơi Tết Tức là nó gọi là nó chiếm thị phần Chứ không thay thế được Tết truyền thống thì nó vẫn là Tết truyền thống thôi Ngày xưa cái thằng bỏ mẹ nào khi tôi quay cây chanh này chơi Tết chẳng hạn Nó bảo là nó nói câu này rất khắm này nó bảo là thế mày xem thằng hàng xóm nhà mày nó đẹp hơn trai hơn bố mày thì mày lấy thằng hàng xóm mày về mà thờ. <laughs> tức là tức là nó bảo nó nó theo cái tư tư duy bảo thủ của nó. Tức là bố nó có xấu thì vẫn phải thờ. Đấy, thằng hàng xóm nó có đẹp trai thì vẫn là thằng hàng xóm. Đấy khi tôi quay cái tranh này tôi bảo là Tết là lớn ngớ là có những ông ông ấy mang tranh về ông ấy chơi Tết. Đấy thế là nó mới nó mới kiểu phản biện mình bằng cái cách là mày ra mày xem thằng hàng hàng xóm nó đẹp trai hơn bố mày mày mang về mang nó về mà thờ mang thằng hàng xóm về thờ thì tôi bảo nó thêm cái sự lựa chọn còn cây cối này thì không nên nôi bố mẹ vào để nói bố nôi bố mẹ vào nói là như người khác thì người ta đánh dễ, dễ dẫn đến đánh nhau Đấy, đấm nhau chết người một thằng đi tù một thằng đi nhi viện tự nhiên nôi bố mẹ mà làm gì nó chỉ là mặt hàng cây cối còn rõ ràng thêm cây chanh này vào thì nó thêm cái, 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 cái sự lựa chọn cho người dùng Đấy, còn cái sản phẩm cái sản phẩm mà như cái cái thằng ấy nó nói ấy, mà nó theo dõi tôi mãi xong về sau nó còn khen tôi đẹp trai cơ như các cái sản phẩm mà các bạn đang, đang 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 dùng hàng ngày tết ấy nó là các cái sản phẩm gọi là tết truyền thống Đấy, cái thằng nào phải đầu trâu đầu chó mà thằng ấy nó, nó phải nói mà phải 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 hàng vạn người nghe ấy, thì nó mới thay đổi được cái thói quen người dùng Đấy, khi được thay đổi được thói quen người dùng thì thằng ấy nó phải cực kỳ giỏi các ông đang chơi đào chơi quất chơi mai đúng không bao nhiêu năm rồi mấy trăm năm rồi à, giả dụ như mấy trăm năm rồi còn tôi nghĩ là cái đo cái đoàn mà chơi cây cảnh ngày cái tết ấy là lúc mà nó phải vượt qua chiến tranh cơ sau những cái năm bảy năm bốn năm dân mình có cái thoái có cái ăn cái mặc đủ rồi thì người ta mới chơi đúng không chứ còn bây giờ còn đói bỏ mẹ nên tự nhiên mang quất về chơi tết trong khi là tết thì đéo biết còn ăn cái gì <laughs> thì nó khó đúng không thì là tôi bảo là cái thói quen chơi này ấy, thì, thì nếu mà ông nào giỏi hoặc tất cả các thứ ấy các bạn đang dùng ô tô ô, ô, ô tô chạy xăng Ai mà ai mà làm cho cả thế giới hay các bạn thay đổi được mà dùng ô tô điện Thì người ấy phải giỏi và có tiếng nói Nhưng mà nó cũng phải thiết thực Nhưng mà mẹ bây giờ sau một thời gian nó chạy ô tô điện Nó thấy bất cập quá thì nó lại quay lại nó chơi ô tô xăng Còn các cái thói quen mà các bạn chơi Tết trong uh, mấy chục năm nay hay là mấy năm nay ấy, thì là vẫn chỉ biết là đào quất mai bưởi thì khi tôi quay như thế này nhiều ông nơ ngớ lại ở thử năm nay đổi gió chơi cây hoa hồng tết xem thế nào đúng không còn những cái người người ta có tiếng nói, nói ví dụ lo gì cái đéo gì đấy nhiều các bạn trẻ theo dõi nó coi nó như chân lý này tự nhiên tết nhà chúng nó lại bày một cây cây hoa hồng các bạn lại đua nhau đúng không đua nhau mặc kệ lúc ấy bố mẹ các bạn bảo ơi tết ai chơi hoa hồng người ta chơi hoa đảo hoa quất hoa mai các cụ đã dạy như thế rồi đúng không thì các bạn còn cãi bố mẹ các bạn không ai đổ con nói thế <laughs> nhờ Ờ, hỏi hỏi giá hồng mà sếp chẳng nói gì thì thực ra tôi quay cho các bạn được gọi là cái 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 bức tranh toàn cảnh thôi còn các cái cây mà nó 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 các cái cây mà nó theo giá kèm theo thì ở trên kênh này thì đấy cái thủy nó bán còn đôi khi thì tôi bảo là mẹ đôi khi các ông đừng mua của nó mua của thằng em này này <laughs> tại vì đôi khi là có những người người ta thu nhập càng cao thì cái tôi nó càng nhỏ nhưng đôi khi mẹ thu nhập nó cao lên là nó lại cái tôi nó cao nó quay tôi còn trả ra cái đéo gì luôn đấy cho nên là nó, nó tôi quay cho các bạn cái bức tranh toàn cảnh còn cái vấn đề các bạn mua của ai thì nó không phải trách nhiệm của tôi nữa rồi. Còn mua của cái thủy thì nói chung là cái thủy nó cảm ơn. Tôi nhiều khi tôi đéo cảm ơn các ông đâu. tôi vào bảo thà các ông đéo mua của nó nó mẹ, lúc cái thu nhập nó thấp. Thì nó còn nó còn thế nọ thế kia nhưng mà về thu nhập nó thấp thì nó lại đổi tại tôi. Nhưng thu nhập nó mà cao thì nó bảo là tại em giỏi, em đẹp, em xinh. À, nhưng mà những cái hôm tôi nói cho các ông như này ông nớ ngớ nhiều ông lại cứ đi hỏi thế là cuối cùng nớ ngớ là nó bắt được còn tôi hôm trước tôi có bảo có cái cây ớt cảnh rất đẹp có thể mấy năm nữa là các bạn sẽ thấy là gọi là ớt cảnh chơi tết thì sao, đấy, xong rồi dọc thoát thân, mấy các thứ, đây còn đây là cái nghề trồng cây ớt để lấy quả để bán thôi. Đấy còn tôi quay cho các bạn thường là các video mà các bạn hỏi tôi giá thì một là tôi tôi không nắm được giá, tại vì giá ở đây nó rất, rất là đẻo là các bạn thường là mua lẻ, xong rồi đấy nó mua lẻ, xong rồi các thứ là cái giá bán lẻ, giá bán số lượng thì tôi lại bị cái kiểu là tôi chỉ sợ mỗi là 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 mình quay xong rồi mẹ người ta chửi là bán đắt bán rẻ như thằng em này nó bảo ối ôi ơi, ơi, anh tuân lên video toàn cống hiến thế nọ thế kia nhưng mà cũng lùa gà bắt vịt bó mẹ nên cây ở đây 200 trăm nghìn anh ấy lên video anh ấy bảo 700 trăm thế nọ thế kia cho nên tôi tôi ngại cái ý nhưng mà thằng em nó không hiểu chẳng hạn <laughs> ví dụ như bán một cây xong rồi đôi khi cái thủy thì nó báo cao lên một tí để ví dụ nhiều ông thì ông ấy thích cái tâm lý người việt là hay kiểu này này tôi thì tôi ví dụ như là là bán cây bưởi ba triệu rưỡi Người ta bảo là thế tiền ship bao nhiêu Thì tôi bảo là thêm mày ở đâu à, xưng mày tao luôn mấy khách nha Thế là khách bảo là thế, thế là mày hỏi kiểu ấy là thích đánh nhau hay bán, bán bưởi Và vừa muốn bán bưởi nhưng không thích đánh nhau Thế người ta bảo thế ví dụ như tao ở Lam Định thì cước sao Đấy Người ta hỏi có thể người ta vui chơi Mình hỏi một phát là người ta lôi ra là 64 tỉnh thành luôn Nhưng mà nếu giả sử người ta ở Lam Định nha Thì tôi sẽ gọi cho thằng em Linh hay nào bên lái xe Bên nhận cây ấy Thì bên ấy bảo là nếu mà cây về Nam Định thì tầm một triệu tôi bảo mấy khách là một triệu cây ba triệu rưỡi là tổng anh phải phải thanh toán là bốn triệu rưỡi à, bây giờ lại không anh à không mày nữa lại quay ra anh <laughs> nhưng mà người ta bảo ối rồi cây thì rẻ nhưng mà cước thì cao thế nhưng mà cái thủy thì nó không như thế ví dụ như cây ba triệu rưỡi thì nó báo ví dụ như chẳng hạn nó báo bốn triệu hay bốn triệu rưỡi đôi khi là cái người việt nam là thích được mặc cả này cái thứ hai là thích miễn ship này hoặc bớt tiền ship này. thì nó sẽ bảo là cây À, cây này bốn triệu rưỡi thì nếu anh mua thì em phờ di ship cho anh ôi <laughs> rồi ơi thế là chốt ngày chốt ngày nhưng mà cái, cái, thằng mua hàng nó rất là ngu nha nó mua của tôi ba triệu rưỡi tiền cước một triệu thì nó cũng như thế à, cũng 4 triệu rưỡi nhưng nó lại thích mua cây 5 triệu mà phờ di ship cước có một triệu nên nó có phải nó mua đắt hơn tôi 500 trăm à? đấy kiểu như vậy cái tâm lý người mua nó rất đẻo cho nên cái người bán hàng nào nó cũng phải nắm bắt được cái tâm lý của người, người người người, mua các ông có hình dung tôi đang nói câu chuyện gì không tôi đang nói các ông đéo hiểu rồi đâu mà <laughs> người ta ví dụ người ta hỏi một cây hoa hồng chẳng hạn à? đấy giả sử tôi không nắm được giá là 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 là, là giá bán lẻ như nào nhá giả sử từ từ mày chờ anh thêm 5 phút nữa đấy, thằng kia nó còn cứ đi xe sau mình mình ngại ấy. còn nếu mà bình thường mà không có thằng em mà khéo tôi nói hay hơn nhiều đấy nhá ví dụ giả sử tìm cái nào đẹp đẹp một tí ấy. nhưng mà ở đây thì nó đang nở rộ vậy thôi nhưng mà cây như kiểu là 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 để nó lộn xộn này đấy mà mày đứng đường này anh anh giao cho mày công việc mày đứng đường này mày rung cho người ta không người ta bảo cây bé như bắt mũi chẳng qua mày bịp đấy <laughs> tự nhiên này có nhân viên à được có có người đây đấy đấy ở... ở đâu đức nhá, ừ. đức Lâm, Hà nhá. ờ ở văn đức chứ không phải ở đức văn đức ra làm hàng lụa ờ đấy và đây là những cây hồng cổ sapa nguyên bản ừ. à, ở xuân quan này ừ. cùng công và văn đức ừ. thì chỉ làm những cái dòng hoa hồng nguyên bản thôi còn hoa hồng ghép thì các bạn bên minh làm rất tốt rồi bác ừ. có thể qua bên đấy Ừ. thực ra này em đức đây thì không lâu no... gặp anh tuân thì mới vào cầu view thôi ừ. còn những cái nơi khác thì em đức không qua đâu các bác cần thì qua cái kênh hoa hồng Nguyên kéo đức <laughs> ừ đấy thằng này khôn thật đây, dung không đi đúng, à ơi có, ừ, để cho em nó nói ừ em xin các bác qua kênh hoa hồng Nguyên ừ. kéo đức nhá kênh giới thiệu về cây ừ. cảnh cây nông nghiệp nông sản đặc sản hương ừ. niên ừ. và ở văn đức các dòng cây cảnh nữa đấy à, đầu năm thì à, hôm nay anh tuân đi du xuân ừ. hôm thực ra là thấy anh đức anh anh tuân trên i chim ấy ừ. đóng ra đây ngay ừ. cắt hết mọi công việc Đã phải ra rồi anh tuân nhưng mà từ sau phải đeo cái mic vào không người ta đéo nghe thấy gì đâu mà. À. Em thì... Các ông có nghe thấy thấy thằng em tôi nó nói cái gì không? Em thì là... nó Thì, thì không phải là câu view đâu Ừ Anh Tuân là ngày xưa là người hướng dẫn em Đức vào cái ngành cây cảnh này Ừ ờ, Chỉ xem live stream của anh thôi Và anh ấy có thường hay nói rằng là phải nảm Ừ Nảm Ngày xưa đẹp trai em Đen á Ngày xưa em Đức là cũng nảm Mẹ ngày xưa đẹp trai phải đen lắm Ngày xưa trắng ừ, Bây giờ trắng Ừ bây giờ... <laughs> bây giờ đen đó. Bây giờ đen Đấy các bác uh, mua cây hay thế nào thì cứ... Ừ, ừ. Còn... Uh, qua kênh Hầu, nhớ ừ. Nhớ đức ừ. Nào nào rung đi rung đi để cho người ta biết cây to như nào đứng đằng sau đi đứng đằng sau đi đứng đằng sau ông rung đấy 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 ngày xưa anh em chúng tôi hay làm thế này này đấy rung 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 này đấy tôi tôi bảo với anh em chúng nó là nói chung là nếu mà mình mà muốn giúp đỡ ai thì mình phải mình phải mình phải phải phải, phải khỏe trước đã đấy còn mình bây giờ thì nói chung mấy năm nay thì tôi khỏe rồi cho nên là kéo kênh kéo kiếp là cũng được nhưng mà đôi khi thì ví dụ như cái chuyện mà anh em ấy ở đây thì, thì, thì thường là có tôi thôi chứ còn nếu thêm cái thủy vào thì thành ra ví dụ cái thủy nó đứng đứng đây này là thằng em nó ngại các ông hiểu chưa còn đấy là những cái cây mà nó như thế này mà mình lúc ấy mình đang nói cái vấn đề tức là nói chung là trong cái việc bán hàng nó còn nhiều cái lắm thì thằng em có lẽ là nó cũng nắm được cái vấn đề này nó tùy theo đối tượng cái cái khách ấy khách đôi khi là cây này còn đẹp hơn này nhưng mà nói chung là so với mày, mày em, ra đây em dung thêm đi Cây của em nó là cái đéo gì hoa hồng hương yên à hoa hồng yên. mày phải làm đa dạng lên chứ này. Có mỗi cái là không làm chai nhảy thôi chứ còn cứ cây cối là ta phải làm hết chứ đặt cái tên hoa hồng vững nhiên thì thành ra nó hạn chế. <laughs> Đường kính gốc à. Đây này, cao chưa? Đấy, rung mạnh lên. Ừ. Đấy, đẹp chưa? To chưa? <laughs> đẹp chưa? To Đường kính gốc thì nó tầm đâu đó được rồi. 12, 13. <laughs> Thực ra là nếu mà gốc triệt để thì nó ở dưới này nhưng mà để tôi xem ra nó đấy là cái này là nó bị sùi cục này này. Quay hôm nay đi du xuân. Ôi con này 12 thì đéo là được, con này phải 16 này này. Thường là ngày xưa mang cái thước con này 16 thì chia cho 3,14 thì tầm 5 phân, 5 phân gốc Thoát thân thì đây nó tầm này. Ơ rồi để nghỉ nghỉ một tí xong rồi nói chuyện với em Còn nếu mà nói nói như cái các cái bạn bán hàng online khác phải đo cả củ này. cái này. Ông bảo đường kính gốc thì các ông phải nó phải đo cái củ cái này. Cho nên mới có cái câu chuyện là là chồng từ thời ông nội đi bộ đội Đây này. Tay tôi là 16 còn nếu các ông không tin phải đặt hòn gạch. thế này, hòn gạch đây này nhưng mà đây nó nửa hòn gạch. Tầm ở các bạn nó là tầm 9 phân. có cái à đây cái chai này. Còn gạch này tầm 9 phân tức bề ngang của nó là 9 phân. Đây nó cũng không bị ấy đâu. Đây chai Coca của các bạn đây này, chai này là đéo bao nhiêu, bao nhiêu? Chai này là chai đéo bao nhiêu này. Hỏi ấy, em nó về tình hình cái đéo gì. Chai này là chai 250 lít à? Tức là hình như là bao nhiêu đây? này, nhìn này chưa? Cái gốc này nó gần bằng cái ấy còn cái vỏ lắp này. À, nếu mà đo đo cái củ này thì to lắm. Còn đo cái thân này thì nó nó, nó tầm như này nó tầm uh, 13 14. Tầm này 13 14, cái thân này 13 14. Tầm này chắc phải 3 3 4 rồi, 3 phân rồi hơn 3 phân rồi. Không phải 27 đâu. Còn còn cái gốc này thì to. Các cái bọn này thì nói chung là nếu mà trồng như như ở đây anh em trồng mấy các thứ ấy thì thường là tầm 4 năm. Còn cái việc nuôi tán nuôi tiếc nữa là ông nào chăm thì kéo được tán. Làm lên kia thì sẽ nói về cái vấn đề mà. Còn cái vườn này được cái là nó đang nở rộ thì quay cho các bạn thôi chứ còn. Hỏi <laughs> giá thì nó khó là cái vấn đề mà. Không phải là là tôi không ấy đâu, tôi không nắm được. Anh em chúng nó đôi khi là chúng nó bán thì cứ tùy theo là gặp duyên của ai mua cao mua đắt, mua rẻ thì mà cả xa bàn sau. Còn tôi lâu lâu mấy năm nay thì tôi không phụ trách cái vấn đề bán hàng. Mình chỉ làm cái vấn đề gọi là quảng bá thôi, marketing thôi. Xong rồi anh em chúng nó bán được hàng. Mà chúng nó cảm ơn mình thì cảm ơn. Không cảm ơn thì thôi, hiểu chưa? Chứ còn tôi cũng không không không, không cái vấn đề mà bán hàng nó thành ra là nhiều khi nó ấy. ấy. Cái này cũng đẹp này này, cái này thoát thân này. Con này vanh phải 14 năm này. Đấy. Còn cái thủy nó nắm được giá mấy cả anh em chúng nó nắm được giá thì tùy hên xui thôi chứ còn. Ở đây là hồng ấy. Ta nói chuyện với em nó một tí xong rồi. Chúng ta lại đi nói chuyện tiếp định nói nhiều đấy nhưng mà hôm nay cũng chỉ nắt đắt như thế thôi nhỉ. À, nó đéo dám nói giá. Mày, mày nếu mà bây giờ em bảo là những cái cây như này thì báo giá cho người ta không người ta ấy nào. Cây cây nào đẹp đẹp một tí. Hình như cây này cây này đẹp này. Ừ cây này đẹp. Ừ bây giờ nó mua lẻ Ờ ừ, mua mua lẻ thôi, mua lẻ thôi. Mua lẻ nhá. Ừ, mua, mua lẻ. Các cái dòng này này. Ờ. Ừ, ừ. Các cái thì có báo tại vườn luôn nhá. Báo tại vườn em phải mua số lượng. Ừ, ta... Báo báo giá lẻ thôi. thôi. Như em đang bán thôi. Em báo báo giá lẻ các cái dòng ừ. này là 2 triệu 8. 2 triệu 8 gì? À, 2 triệu 8, triệu 8. Ừ, đấy 2 triệu 8 một cây. cây. Ừ, Đã 2 triệu. Lẻ nhá. Gọi là bán giá lẻ cho mọi người ví dụ mua một cây. Đấy, mua một cây. Nhưng mà liệu báo giá sai không? Không. 2, được 2, gì? 2 triệu 8, 2 triệu 8 gì? Triệu 8 bán được. Đấy. 2 triệu ta báo được thì chẳng qua là nói thật ra là đôi khi thì thì mình cũng không muốn là là báo nhưng mà cái người người ta muốn mua thì người ta tìm mọi cách để người ta mua. Còn nếu cái người không muốn mua thì hỏi giá thì người ta bảo mẹ 2.8 đắt của mẹ này. Đúng không? Đấy là tôi đang sơ qua như thế. Nhỉ. 4 triệu bao ship thì phải xem các bạn ở đâu. 4 triệu bao ship mệt phết nhỉ. Bao ship nhưng mà Bao làm được. Đi tất cả lộ 1 tất cả luôn, cứ lộ 1 4 triệu bao ship là đi hết. 4 triệu bao ship là đi được à? À ừ 4 triệu, 2 triệu 8 mà còn triệu 2 cơ mà Ừ rồi triệu 2 thì nó lại quá đơn giản luôn Mình lại cứ tưởng có 80 <laughs> Mình giờ cứ tưởng cái 80 cái tiền đấy Nói chung là triệu 2 tiền bao ship thì Nói thật ra là chỉ trừ Trường Sa Hoàng Sa ra đấy Trung Quốc nó đâm rồi Chứ còn mẹ đi hết đúng không Cây này thì cùng nắm cước nó tầm rơi vào Như ngày xưa bán hàng kiểu chạy xe tải thì còn 500 Chứ bây giờ rẻ thối ra ờ, Như cây kia cũng đẹp Nhưng mà thực ra là những cái dòng này thì tá nó đang nè xòe Đấy hôm nay nói chuyện với các bạn nhưng còn tôi bình thường tôi không Thằng kia nó bảo là nó đéo dám báo giá <laughs> Thì tôi bảo là báo giá thì đơn giản thôi Nhưng mà cái chính là nó lại mang về cái vấn đề là bán hàng Và tôi thấy tiền tiếc các thứ thì Bây giờ mình không ấy Nếu các bạn thích xem tôi phiên bản là, là bán hàng Hay là thích xem tôi phiên bản chia sẻ như này Hiểu chưa Đấy ví dụ như bạn này kia bạn bảo chăm có khó không em Thì tôi lại ngồi tôi giải thích cho người ta cái việc chăm Thì có phải hơn là 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 ngồi ngồi quay cây xong rồi có thằng rung rung xong báo giá đâu Báo giá như thế thì ai chả làm được đúng không? Nhưng mà ví dụ như chia sẻ cho các bạn là chăm có khó hay không, hay thế nọ thế kia thì nó ai có ai nói đâu. Còn người ta nói cho các bạn nhá. Có có cái tâm lý như này này. Ví dụ như cái bạn kia kìa. Bạn vườn này là ở nói chung là ở đây nó thuộc dạng Văn Đức. Bên này Văn Đức rồi nhưng mà nó giáp với Văn Giang Hưng Yên. Đấy các bạn có thể ấy là là đến Văn Giang Hưng Yên xong rồi cái người bán hàng người ta sẽ định vị cho các bạn. Đấy người ta sẽ ra đón. còn nếu mà bận quá thì như như, như nhiều anh em bận quá thì nói chung là đôi khi là người ta không muốn tiếp khách đấy, người ta ví dụ người ta chỉ bán việc như tôi tôi chỉ tiếp các cái khách dọc quốc lộ 1 a thôi ấy. còn các bạn ở hà nội hà liếc đến đây xong rồi muốn biết địa chỉ vườn xong rồi đến đây chụp ảnh xong đi về thì nó mất rất mất thời gian đấy là nói thật đấy là chia sẻ thật còn ví dụ như cái vấn đề chăm ấy thì với các bạn khác mà bán hàng ấy thì các bạn hỏi là chăm có khó không thì người ta là người bán hàng thì chăm khó đi chăng nữa người ta muốn mục đích của người ta bán hàng thì người ta bảo chăm dễ mà nhà em vứt đầu chả sống mà nó càng về nó càng đẹp Các bạn mua xong thì về các bạn đéo chăm được Chết Nhưng mà cái mục đích của người ta là bán hàng nó Khó thì người ta bảo dễ Xong rồi về sau người ta sẽ đổi là Với bọn em thì dễ Nhưng mà anh thì anh ngu nó quen rồi thì làm đéo gì chả chết nhưng Mà chết thì bọn em mới kiếm được tiền Như các anh mới lại mua cây khác Chứ bây giờ dễ quá thì về Các anh mua một cây hoa hồng trong 20 năm nữa Bốc mã em anh mới gặp thì <laughs> Đúng không? Nhưng mà cái vấn đề mình phải chia sẻ cho người ta là chăm như thế nào thì nó rất là dài. Trăm thì các bạn phải nắm bốn cái ấy là năm sáu thứ đây là đất nước gió lửa thủy mộc hỏa thổ nói chung là cái câu của các các cụ ngày xưa là nhất nước nhì phân tam cần tứ giống chứ còn không có 12 con giáp ở đây là gì không có có 12 con giáp ờ, ngồi này bấm đốt này lại gì nhà tí xỉu dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tốt hại các cụ có cái câu là nhất nước nhì phân tam cần tứ giống trăm thì về một cái cây này nếu các bạn trồng đất thì hầu như không phải trăm Đấy, tại vì ở dưới đất thì nó đảm bảo luôn là nước này Thế dễ nó sẽ đi ở dưới nước Nó nó, nó hút nước đấy, Nước đấy, phân thì cái nếu mà cây mà trồng ở dưới đất thì hầu như nó tự hút nước nhà ông nào đang trồng cây ăn quả hay các thứ mà trồng xuống đất các bạn ông có nghĩ đến việc chăm đéo đâu chỉ có vấn đề khi nào bệnh hay là thế nọ thế kia thì các ông chăm thôi chứ còn khi các bạn trồng bẹt xuống đất ý, thì hầu như các bạn không phải chăm một cái gì còn vấn đề mà sau đấy mà ba bốn năm thì nó lo cây nó yếu hay cây nó chết thì các bạn phải mua cây khác còn nếu mà các bạn chăm như ở đây thì các bạn đảm bảo cái vấn đề nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống Giống thì không phải không phải đã đến rồi Nhất nước, nhất nước tức là cái sự quan trọng của nước là nó quan trọng nhất Nước thì các bạn, ví dụ như cây ở trên bịch này thì các bạn cũng ít phải tưới Tại vì bây giờ dễ nó ăn ra Nhưng mà ví dụ cây ở trên chậu ấy thì là ngày các bạn phải tưới một lần Đến mùa hè các bạn phải tưới hai lần Đó là nhất nước Sự quan trọng của nước là quan trọng nhất Giống như các bạn không uống nước là các bạn toi còn không khí ở đây thì nó cây nó cũng không khí các ông nào mà mua cây về xong rồi các ông để ở cái phòng mà hút chân không như là cây nó tòi. Đấy thì không phải nói đến cái vấn đề không khí nữa rồi Ê, thì con người ta cũng phải có nước có không khí để thở và cái vấn đề mà ăn ị rồi các kiểu thì cái cây này quan trọng của nó là nhất nước nhì phân phân là cho ăn sự quan trọng của việc cho ăn đấy, cho ăn thì phân thì tôi hôm trước tôi có nói về cái vấn đề là phân hóa học và phân hữu cơ rồi Đấy, nhất nước nhì phân tam cần tam cần tức là sự cần cù bây giờ các ông mua cây này về xong rồi mẹ các ông đi công tác tầm ba năm các ông quay lại xong rồi không để ý gì ấy, thì thì quan trọng nhất là cây nó bị nhổ trộm mất <laughs> chết thì nó cũng chết thôi nhưng mà nói chung là nếu các bạn mà để xuống dưới đất để trồng dưới đất ý, thì các bạn đi đâu đó Chục năm các bạn quay lại nó cũng không chết đâu nhưng có thể là nó bị nhổ trộm mất đấy, nhất nước nhì phân tam cần còn cái giống thì có thể bỏ qua cần là cần cù đấy đó sự quan trọng của sự cần cù Muốn có một tác phẩm đẹp hay là một cái cây đẹp thì các bạn phải cần cù Ví dụ như các bạn muốn tạo dáng cho nó thành hình hình uh, ếch, hình cóc, hình nhái, hay hình người hay thế nọ kia Hoặc các bạn xén để cho tròn Còn nếu các bạn đi đâu đó khoảng tầm vài ba năm các bạn về thì nó lung tung, nó lả xỏa, nó, nó đổ nghiêng, đổ ngã ấy. Cây nó đang làm thoát thân như này nhưng các bạn đi đâu đấy này, Sau một thời gian gió máy thế là nó đổ, thế là gãy Hoặc là các bạn không cắm cọc hoặc cọc nó bị gãy này Thằng em nó đợi hơi nâu Thì các bạn ấy hỏi câu mà 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 trăm cây có khó không thì tôi chia sẻ cho các bạn ấy nhưng mà nó cũng dài lắm tại vì cái vấn đề nào cái vấn đề cơ bản của nông nghiệp về cây cối đấy chứ còn là bây giờ mà nuôi một đứa trẻ thì thế nào hoặc nuôi một con người thì nó cần những yếu tố gì thì tôi phải chia sẻ cho các bạn là nó phải ăn phải uống phải thở phải vui chơi nó lên lớn lên thì nó có nhu cầu về sinh lý đấy thì là đấy chia sẻ cho các bạn nếu mà các bạn cái thân này làm cho nó sạch như này mà nó đẹp như này nếu các bạn đi đâu đó sau một thời gian là gió nó đổ các bạn không cắm cái cọc này, này sau đấy gió nó đổ hay bão biết cái thứ nào nó gây gặp gây gặp thì từ cái gốc này nó vẫn sẽ mọc ra cây thôi nhưng mà nó không còn cái dáng này nữa đấy xong ví dụ như là về các bạn không để ý là nó mọc những cái mầm này ra này đấy, cái mầm này với nhà vườn thì người ta dùng để chiết để tạo ra cây mới nhưng với các bạn không ấy thì về phải phải vặt nó đi để cây nó 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 thẳng tưng lên đấy cái vì là như thế này thân nó làm như thế này để gọi là một thân để thoát thân nhưng nếu các bạn đi đâu đó không để ý nó mọc lên đồ toàn những cái mầm như thế này nó dọc như này thì sau đấy cái cây của nhà các bạn nó thành thế này, nó là thành hàng, hàng bụi, không phải là hàng thoát thân nữa. đấy chăm thì nó có những cái vấn đề, ấy còn với những người bán hàng khác thì người ta các bạn hỏi có chăm có khó không, người dễ ợt tí mà, dễ lắm, các anh cứ mua đi dễ. mục đích của người ta là bán hàng, đấy cho nên cái gì người ta cũng cũng nói dễ, xong các bạn mua về cây nó có làm sao thì người ta bảo tại anh ngu nó quen rồi, <laughs> đúng không? đấy thì tôi nói với các bạn cái tâm sự như thế. Giá thì đéo nói thì bảo là <laughs> ừ, Con kia nó cứ hỏi giá nó khổ đi, anh cứ báo đi. <laughs> ừ, Nhưng mà nói thì nó mệt Tầm đấy là 2 triệu 8 Nói chung 2 triệu 8, 3 triệu Loanh quanh tầm ý Hiểu chưa Còn đấy là nói 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 giá nhá Tức là các bạn nghe, nhiều khi thì quay như này Xong nói chuyện về cuộc sống mấy các thứ thì Thì cứ dẫn tôi thành cái vấn đề là bán hàng online nhiều người thì cứ chửi mình là mẹ cái thằng bán hàng online <laughs> Nhưng mà đôi khi đấy cuộc đời nó ép mình phải bán hàng online đấy Các ông, các ông có hình hình dung được không? Chắc quay lấy view này, ví dụ như đỗ, đỗ quốc quảng này Mẹ cũng chống tay xong rồi <laughs> Cũng chống quay tay xong rồi cũng ngước mắt nhìn rời Nhưng mà khổ lỗi là mình quay thì mình nói về các cái vấn đề kỹ thuật Thì người ta lại cứ hỏi giá Mình mà không báo giá thì người ta lại bảo là mẹ Bọn này nó đéo dám nói giá Nói giá như thằng em thì nó rung rung Nó bảo 2 triệu 8 là làm được anh ơi Báo 2 triệu 8 thì nhiều khi là người ta này lại bảo là mẹ cái thằng bán hàng ngon nãi. <laughs> Đấy các bạn hình dung chưa? Nó nó khó như thế. Bây giờ bây giờ ví dụ như các ông nào thông cảm. Ô, ông có nhiều cái tôi chưa thèm nói đâu. Thế các bạn bảo là tôi tôi thể làm thế nào để cho các bạn hài lòng bây giờ? Ngô bây giờ còn phải đi từ từ chiều tượng đến phức tạp. Đấy ví dụ quay còn phải quay bông này. Xong nói là tại sao cái nghề hoa hồng nó tồn tại? Đấy, nhiều khi người ta bảo là hoa hồng này đéo quan trọng Bây giờ phải gái gú cơ Mới cả phải yêu đương cơ Phải si tình đi như thế nọ thế kia cơ Thì mà mình phải làm marketing Thì mày mình phải đi từ cái 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 xa đã Xong mới đến thực tế Nhưng đôi khi thì đấy Đến cái giai đoạn này là bán được hàng rồi Nhưng cái thủy thì nó nó không làm được Mà mình thì lại không muốn vào cái kiểu là Là chỉ chuyên về bán hàng đấy, Nói chuyện đời Nói chuyện tâm lý Rồi các thứ đinh tinh Nhưng khổ lỗi là người ta cứ thích thế cơ Nha <laughs> mà cô mà cô quan đi anh mẹ khó lắm đấy thằng cu em là mày em em thấy nhiều khi người ta cứ bảo là 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 theo anh thì anh có thành công hay không đây ví dụ như view này thì có thành công hay không view này vừa tầm hai à, tiếng rồi có 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 à? 300 là đã đã thành công rồi ừ, dụ, cái mày có Cảm thành công hơn ơi. cái thủy đây cái thủy nó tầm lúc đấy có bảy chục ông nó bảo là cứ nay chim trên tiktok như này mà cái tính tính chính là ví dụ như là như như người khác ấy người ta 300 nhưng mà 300 là ai cái người theo dõi ấy tức là là quân đội cốt tinh hơn cốt đông ví dụ như em livestream mà chỉ có 10 người 20 mươi nhưng, nhưng mà cái người người mua mua hàng ờ đấy là nó quan trọng chứ còn bây giờ ví dụ như em hở vú ở v thì 300 người xem nhưng người ta vào người ta đón chờ em việc hở vú ở v nhưng người ta không mua hàng đấy à, em phải hiểu như thế còn cái view như này thì nói chung là cũng được nhanh à, nhà nên nói chung là đây như thế này là nó rất ổn định nhưng mà nó còn bị hạn chế thế này đấy, à, cho nên là Vừa cảm ơn các bạn ở cái video này để xem thằng cu em nó ngồi chờ tôi để nó hỏi vấn đề gì nhá. Hỏi vấn đề tán gái tán kiếp đây này. Nói đi.